Anh chị các bạn ạ, tại vì gặp một chút sự cố nên nãy giờ mình đang chỉnh sửa không có chi im được, thì bây giờ mình mới vào được các mọi người. Thì anh chị và các bạn nào đang theo dõi thì có thể là comment cho mình biết được không ạ? Rồi ạ, xin chào mọi người ạ. Mọi người có comment hộ mình ạ, comment xuống bên dưới và like chia sẻ để cái video này khoảng 50 người, có 50 người xem mình bắt đầu là mình đi vào phân tích nha mọi người. Thì hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ kiến thức về nến Hakanashi và phân tích luôn hệ thống của mình nhá. Mọi người hãy tăng những ai mà tham gia Forex, biết Forex ạ, thì hãy tăng vào cho mọi người cùng xem ạ. Thì hôm nay mình cũng sẽ hướng dẫn về cái Hakanashi cơ bản, rồi mình cũng sẽ phân tích lại hệ thống, phân tích kỹ thuật đó, cái hệ thống sử dụng nến Hakanashi để mọi người có thể làm tham khảo biết nhiều hơn. Rồi rồi, để mình kéo xuống chỗ phần Hakanashi cho mọi người biết nhé. Hakanashi. Rồi rồi, đây. Đây ạ, về biểu đồ nến Hakanashi đó. Tại vì cái hệ thống của mình chủ yếu sử dụng nến Hakanashi mà có rất nhiều các anh chị chưa hiểu rõ về nó. Thì hôm nay mình cũng sẽ nói qua cái phần Hakanashi để cho mọi người có thể biết thêm một chút, rồi mình đi vào phân tích kỹ thuật đó. Xin chào Tĩnh Tâm ạ, xin chào anh Trường ạ. Chào Lưu Xuân Cương. Chào Trần Lâm. Mọi người chịu khó chờ một xíu để cho đông đủ số người xem nhiều để mình những người vào sau có thể xem được hết luôn, đầy đủ luôn ha. Rồi mọi người có thể tăng những anh chị mà các bạn đang tham gia Forex cùng á, mà chưa có biết nhiều kiến thức á, chưa hiểu rõ nhiều á, thì có thể tăng vào để cho mọi người cùng xem và cùng theo dõi nhá, để mình cùng chia sẻ luôn. Rồi hôm nay mình cũng sẽ đi nói về nến Hakanashi trước. Thì có rất nhiều các anh chị và các bạn đang chưa rõ về cái nến Hakanashi này, thì hôm nay mình cũng muốn nói rõ hơn những cái cơ bản và những cái cần thiết để cho các anh chị các bạn khi sử dụng biểu đồ Hakanashi hoặc nhìn đến biểu đồ nến Hakanashi nó có thể là rõ ràng hơn và hiểu thêm về nó. Thì có rất nhiều các anh chị đang còn phân vân, đang còn chưa hiểu về nến Hakanashi á, đang còn chưa hiểu về cái biểu đồ nến Hakanashi khác với cái nến thường như thế nào. Thì hôm nay mình cũng sẽ nói qua để cho mọi người cùng hiểu và cùng biết. Thì cái việc phân tích biểu đồ nến Hakanashi này thì nó cũng có một số cái thuận lợi cho mình, đó là nó hỗ trợ cho mình một cái xu hướng nó tốt hơn và nó không bị nhiễu nhiều. Thì về cái cấu tạo của nến Hakanashi thì cũng là do người Nhật thì hình thành và tạo ra nó. Thì có một số mô hình nến cơ bản đó là cái nến giảm và nến sideways, nến đảo chiều và nến tăng. Thì cái cấu tạo của nó là một cái cây nến giảm mà thuận mạnh nhá, thì nó khoảng là nó không có tai và nó chỉ có đuôi thôi. Và thứ nhất là cái đuôi này dài khoảng từ bằng 1/2 cái thân nến này, là những cái dạng nến đẹp nhá. Tương tự ở đây có loại nến doji hoặc nến đảo chiều, nến búa các thứ là những cái dấu hiệu của nến đảo chiều của Hakanashi. Tương tự đối với cái thân nến tăng cũng vậy. Đây là cái mẫu hình nến tăng của Hakanashi nha. Thì cái tai của nó này, cái này có tai và không có có cái đuôi nến. Đó. Thì mọi người nhìn thì nó cũng có một số cái khác nhau, đó là về cái giá đóng cửa thôi. Đây để mình coi. Thì đây cái biểu đồ nến thì
Nó khác nha gì so với biểu đồ nến thường. Thì cái biểu đồ nến Akanashi này này, để nó không bị nhiễu chen á, nó không bị nhiễu nến, thì khi ra cái giá mở cửa của Hakenashi nó bắt đầu từ nửa của thân, từ ở giữa của thân nến thứ trước đó. Nó tương tự những cái nến tiếp theo sẽ bằng nửa của thân nến trước đó. Đó, tương tự nến tăng cũng vậy, nến tăng thì cũng bắt đầu từ từ giữa của thân nến trước đó, nó sẽ tăng lên đây. Đó. Thì đây là một số cái mô hình nến của cái dấu hiệu cái nến của Hakenashi tăng này. Đây là nến mẫu hình nến của Hakenashi giảm này, và đây là cái vùng sideway. Rồi mình cũng sẽ đi nhanh qua để rồi mình phân tích kỹ thuật nha, nói qua cho các anh chị thôi. Thì nó chỉ khác nhau là cái giá mở cửa của nến Hakenashi này là cái mức giá giữa của thanh nến Hakenashi liền trước, có nghĩa là ở giữa thôi. Còn cái mức giá cao nhất thấp nhất là nó như nhau nha, nó không có phụ thuộc gì nhiều. Rồi thì đây là cái xu hướng tăng của nến Hakenashi, thì mình cũng chỉ nói qua thôi để cho mọi người có thể là vào phân tích kỹ thuật nó nhanh hơn. Rồi. À, anh Trường đừng bam được không ạ? Anh Trường mà bam nhiều là mình kích ra khỏi anh nhá. Tại vì anh bam quá nhiều. Rồi tiếp tục ạ. Đây là cái mẫu hình của nến Ekanasi ạ. Rồi cái xu hướng của nến Ekanasi giảm. Thì nó thường thường nó sẽ xuất hiện một cái cây nến dấu hiệu nến đảo chiều này, rồi nó hình thành những cái mô hình nến giảm, cái chen giảm đây. Thì đấy là một cái xu hướng của nến Ekanasi. Rồi, thì đây là những cái vùng giá sideway và đảo chiều của nến Hakenashi nha. Rồi, một số cái mô hình tăng và mô hình giảm của nến Hakenashi. Đây là một cái mô hình giảm này, mô hình đảo chiều của nến Hakenashi. Thì đang một cái xu hướng giảm đâu, khi nào xuất hiện một cái dấu hiệu doji và xuất hiện một cái cây nến tăng đẹp. Thì đây là một cái mô hình ba thân nến cũng khá là đẹp, mọi người chỉ nên chú ý những cái mô hình đẹp như thế này nha. Rồi xác định cái điểm đảo chiều của nến Hakenashi, thì đây là một cái xu hướng tăng và gặp đây là những cái dấu hiệu mô hình nến đảo chiều này, dấu hiệu đảo chiều này, thì đây là một cái vùng nến sideway và tiếp sau là cái vùng nến nó có những cái dấu hiệu của nến giảm đây. Thì cái nến này nó cũng có, khi nó sideways nó cũng có những cái dấu hiệu nến doji và nến búa, hoặc là những cái nến mà có dấu hiệu đảo chiều đây, thì mọi người chú ý cái vùng nến đảo chiều đây nha. Đó, cái vùng nến đảo chiều cho mình. Thì hôm nay mình cũng chỉ nói qua thôi, còn nếu mà anh chị nào mà muốn tham khảo, muốn biết nhiều hơn thì có thể liên hệ mình nha. Rồi. Thì đó là một số cái mà các anh chị có thể làm xem xét và cách sử dụng nến Hakenashi. Thì tại vì cái hệ thống của mình á, chủ yếu là sử dụng nến Hakenashi trong lâu dài, nên là mình sẽ nói qua như vậy để cho mọi người hiểu về tại sao nến Hakenashi nến thường. Có một số các anh chị chưa hiểu về nến á, Hakenashi á, thì có thể xem qua để hiểu qua nó, rồi để mình phân tích để các anh chị các bạn dễ hiểu hơn nha. Rồi mình đi phân tích vào những cặp mới đi nha, cặp tiền đi nha, phân tích trực tiếp những cặp tiền đi. Những anh chị nào và các bạn đang quan tâm và đang muốn mình phân tích những cặp đồng tiền nào á, thì có thể comment xuống dưới đi ạ, để cho mình biết là đang phân tích các anh chị đang muốn là mình phân tích cặp nào á. Rồi mình bắt đầu vào phân tích bằng vàng vàng trước nha. Còn những anh chị nào muốn phân tích những cặp tiếp theo thì cứ comment xuống bên dưới để mình biết mình phân tích tiếp nha. Thì hiện tại vàng hiện tại vàng đang ở một cái mức kháng cự khá là mạnh. Đây, như mọi người biết là nó đã phá vỡ cái mức cái kênh giá, cái mức kháng cự cực mạnh ở bên trước đây, ở trước đây rồi. Và nó đã ra một cái xu hướng đi lên, nhưng mà cái dạo này cái mô hình nến này nó đang test lại đây, cái mô hình nó đang test lại, là nó test lại lần đầu này và nó chạm cái cản đây đúng không, nó chạm cái cản này và nó bật lên. Thì lần thứ hai hôm nay là nó đang test, hiện tại là USD đang khá là mạnh đây, các anh chị có thể nhìn thấy là
USD khá là mạnh. Đây ạ. À, mình để vậy để cho mọi người có thể xem nó rõ hơn đó. À, như mọi người thấy là ở hiện tại thì vàng nó đang test lại một cái cản khá là mạnh đây. Cái cản đây là một cái cản lần thứ hai nó test lại. Thì cái xu hướng của nến vàng ở này là thứ nhất là nó đang nằm trên đám mây Ichimoku và nó đang chạm một cái cản khá là mạnh. Đây mình có thể là chuyển qua H1. À, cái cản này nếu mà bị phá thì có thể là khả năng vàng còn xuống nữa, cho đang có tin gì rất mạnh này, vàng vừa đổ tiếp một cây này. Đây, cái cản này giá hiện tại là anh chị nào vào bắt thì top lót ngay ở dưới cái đáy bên này cho mình. Còn không thì không vào vàng này nhá. Khả năng nó phá vỡ cái kháng cự này là khá là cao đây. Đây, tự nhiên nó đổ một cây này, USD đang khá là mạnh. Đây. Thì tình hình là vàng trong một cái xu hướng mà nó đang còn khá là mạnh như thế này thì mình tạm thời mình phải chờ đợi nhá. Khi nào có dấu hiệu của những cái mẫu nến đảo chiều đây, có những cái nến đảo chiều dấu hiệu ở đây thì mình mới vào lệnh. Còn hiện tại thì coi như là cái kháng cự này khá, xem như cái lực lực nến mạnh như vậy thì cái kháng cự này dễ bị phá vỡ. À, cái mức hỗ trợ chứ, cái mức hỗ trợ này rất dễ bị phá vỡ nha mọi người. Đó. Vàng đang khá là mạnh nữa, vàng đang giảm khá là mạnh. Thì với xu hướng thì như mọi người đã biết á, thường thường nó về nó lên một cái xu hướng đúng không? Nó sẽ hồi về rồi xong nó đi lên. Thì với cái trường hợp này á, cái trường hợp thì giá hiện tại thì vàng mà phá được cái đáy đây là xem như là vàng đã phá vỡ và đi xuống nha. Thì mình phải chờ đợi những cái dấu hiệu tiếp theo. Thì cái mức cản đây là mức hỗ trợ, đây mình có nói rồi, cái mức hỗ trợ này là khá là mạnh, nếu mà phá được thì xem như vàng có thể đi xuống tiếp. Đó, thì mọi người có thể là xem xét nha. Chờ đợi, tạm thời mình chờ đợi vàng thôi chứ mình không nên vào liền. Tại vì cái giá vàng ở cái vị trí hiện tại đang còn khá là mạnh này. Đó. Tiếp tục mình qua cặp khác đi ạ. Mọi người có thể là comment cho mình biết là cặp khác, mình sẽ qua phân tích cặp khác ạ. Còn vàng đang là một cái dấu hiệu ở thực tế là nó đang cho dấu hiệu là cái CCI giảm này, cái nến này. Như các anh chị đã biết mình vừa nói cái nến Hakanashi mà cái hôm nay mà đóng cửa như thế này á thì ngày mai rất có thể là tuần sau, đầu tuần sau rồi cái nến Hakanashi có thể là khá là mạnh này. Đây, cái mẫu hình nến này là nến giảm này là khá là mạnh. Rồi mình qua EU nha mọi người. Rồi EU. Thì ở trên cái hệ thống này thì như các anh chị đã thấy đó, như EU này, các anh chị để ý này, khi sau khi cái này cặp này mình có đã nói từ cái livestream trước thì các anh chị có thể là để ý thấy này, thì EU có về nó test lại cái cản này đây và cái vùng EMA 20-50 và tiếp tục đi xuống với cái mẫu hình nến này. EU có rất có thể là phá tiếp cái cản cái mức hỗ trợ ở dưới đây. EU rất có thể là bị phá vỡ với cái mô hình nến này. Thì cái dấu hiệu nến này, nến giảm này và cái CCI giảm này và nằm dưới Ichimoku dưới chen này thì rất có thể là EU còn giảm nữa nha. Mọi người thấy là cái mô hình nó hình thành là mô hình đỉnh đáy rồi. Đây. Hôm trước mình cũng có nói cặp này là rất có thể nó hồi về rồi nó lại đi tiếp tục đi xuống đây. Đúng không? Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước và nó hồi về cái vùng EMA 20 và 50 và nó đi đan test xuống. Đó thì như các anh chị đã thấy này, thì ở cái vị trí hiện tại á, nếu các anh chị mà vào bắt đáy á và chấp nhận top lót ngắn á thì cũng có thể nha. Vì đây là một cái vùng top lót của EU được này, nó dưới hai cái đáy này thì nó là cũng là một cái vùng hỗ trợ. Thì nếu mà các anh chị chấp nhận được thì các anh chị có thể bắt. Còn cái mô hình giá này và cái xu hướng này, mô hình giá và xu hướng dài hạn là cái mô hình giảm, còn chưa cho một cái mình cái dấu hiệu gì tăng nha. Đó. Thì anh chị nào mà xem những cái livestream trước của mình thì mình cũng phân tích cặp này là khá chuẩn xác nha. Là nó về này, nó đi này, nó về này rồi nó xuống, nó hồi về rồi nó lại đi tiếp. Đây là cặp EU nha. Mọi người có thể xem và tham khảo. Rồi mọi người cần mình phân tích cặp nào nữa không ạ? Tiếp tục đi ạ. Tiếp tục comment ạ. Mình qua AU nha, lúc nãy có nhiều anh chị comment AU á thì mình phân tích AU này. Thì AU là một cặp mà hôm trước mình phân tích mà có lợi nhuận khá là tốt, có các
cơ hội và có đã có lợi nhuận từ mấy ngày hôm nay. Đó là cái vùng mà mình giải lệnh ở vùng này này là khá chính xác đúng không? Mình giải lệnh tốt và bắt đúng là cái đáy của nó. Không phải cặp nào mình cũng giải lệnh như vậy nhá, mà cặp này mình giải lệnh là khá là tốt. Anh chị nào có xem cặp này không ạ? Thì hãy comment cho mình biết là hôm trước mình có live stream mình có nói là vùng giải lệnh rồi cái xu hướng nó lên là khá là đẹp này. Thì hiện tại là AU nó đang lên ở chỗ cái mức kháng cự ở trên này. Đây các anh chị để ý này, nó test lại vùng kháng cự 1 và nó đang bị hồi lại xuống này. Thì ở cái vị trí này thì mọi người có thể là chuyển qua H1 và có thể là mua được AU nha, canh mua AU những cái vùng mà kháng cự đây. Đây là một cái vùng mà các anh chị có thể là canh mua AU. AU trong thời gian tới thì là vẫn là một cái xu hướng mà đòi là có khả năng tăng khá là mạnh. Thì ở đây là mọi người có thể là xem xét là vào buy AU những cái vùng này. Đây, vùng khác, hỗ trợ 1 và hỗ trợ 2 là hai cái vùng này mà mọi người có thể buy lên. Thì xu hướng dài hạn của AU thì vẫn là một cái xu hướng mà mình xác định là nó có thể còn tăng lên nữa. Đó, nó còn có thể tăng lên nữa. Tại vì ở đây nó gặp cái mức kháng cự thôi. Nó gặp cái mức kháng cự ở đây thì nó có thể là giảm hồi thôi một chút thôi, rồi nó sẽ đi theo một cái xu hướng tăng. Nếu AU, tại vì AU trong một cái thời gian nó giảm quá nhiều rồi, các anh chị đã thấy này, AU lại giảm quá nhiều, giảm quá mạnh rồi. Thì cái sóng hồi của nó thì mình nghĩ là cũng phải còn lên nữa chứ không phải dừng lại ở đây đâu. Nên mọi người vẫn có cơ hội với AU nha. Nếu các anh chị mà các bạn có thể là xem xét được vẫn là buy AU lên nha. Một xu hướng và dấu hiệu nến tăng đây, đúng cái vùng nến này. Đây này, như cái nến Hakenashi lúc nãy mình nói đúng không? Các anh chị để ý này, gặp cái vùng nến sideway này và có những cái tín hiệu dấu hiệu đẹp này, mình buy lên. CCI cũng đang đẹp này, đang hỗ trợ tốt này. Thì vẫn là những cái thời điểm mà AU yếu như vậy là những cái thời điểm mà sóng hồi á. Nên như mọi người đã thấy này, AU yếu nhưng mà nó thật sự nó giảm không có nhiều. Nó giảm không có nhiều, cái cơ hội của nó giảm. Tại vì cái xu hướng rất có thể là AU còn đi lên nữa, nghe chứ. Đó. À, cái Hakenashi này có trong hệ thống luôn nên cài rất đơn giản nhé Hồ Phú. Mọi người có thể là cài cái hệ thống này vào giờ khá là đơn giản, không phải phức tạp lắm. Rồi. Mọi người qua cặp khác nhé. AU thì mình vẫn canh buy nha mọi người. AU vẫn canh buy. Chờ khi nào thị trường nó ổn định một chút thì mình buy, không thì mình chờ những cái mức hỗ trợ này, cái vùng hỗ trợ này các anh chị có thể vào lệnh để các anh chị buy vào được đường này. Rồi ạ. Uji ạ. Uji thì là một cái sóng cũng khá là đẹp. Nhưng mà cái sóng này thì hôm trước mình cũng nói các anh chị rồi là nó đang một cái xu hướng tăng thôi. Đây, khi khi nó hồi về nó test lại cái chen này thì nó đang một cái xu hướng tăng và nó vẫn đang còn trên, nó sắp đến cái vùng kháng cự ở trên này rồi, nó vào cái vùng vùng giá kháng cự ở trên đây rồi. Thì Uji cũng là một thời gian vừa rồi nó cũng lên là khá là mạnh, thì rất có thể là Uji nó có thể là lên lên đây nó test lại nha. Ý là cái vùng này nó test lại rồi nó có phá được nó mới phá, chứ mình nghĩ là nó cũng không có dễ dàng mà nó phá luôn được. Thì cái sóng của Uji cũng là đang còn hỗ trợ tăng hết. Đây các anh chị để ý này, những cái mô hình đỉnh sao cao đỉnh trước này, đỉnh sao cao đỉnh trước, đáy sao cao đáy trước này, đây những cái mô hình nó là đang hỗ trợ một cái xu hướng tăng hết. Nó chưa có dấu hiệu gì đảo chiều, nhưng mà cái vùng này thì cũng là sóng nó tăng cũng đến sóng thứ năm rồi, sóng thứ bốn thứ năm rồi, nên mọi người có thể là xem xét và anh chị muốn bắt đáy bắt đỉnh nhá, thì bắt và top lót ngay trên đỉnh, còn không thì phải chờ những cái dấu hiệu để mình vẫn tiếp tục một cái xu hướng mình buy UG nha. Rồi thì tất cả cái hệ thống cái công cụ đều hỗ trợ là Uji là một xu hướng tăng nha mọi người. Đó. Nó chưa có dấu hiệu đảo chiều thì mình chờ nó vào cái vùng này và xuất hiện những cái dấu hiệu như thế là nến Doji hoặc là nến Hakenashi đảo chiều thì mình có thể vào được nha. Rồi mình qua GU nha mọi người. Thì anh chị nào muốn mình phân tích cặp nào thì cũng cứ thế có thể là xem xét đó, để mình có thể là phân tích tiếp ạ. Thì đối với GU thì như mọi người đã thấy là GU này, cái mô hình này là cái mô hình mà mình đã nói từ hôm trước là nó phá vỡ mô hình
mình hình tăng và hình thành mô hình giảm này. Đây, phá vỡ cái xu hướng tăng này. Đây, phá vỡ một cái xu hướng tăng và hình thành một cái mô hình giảm đây, đúng không? Thì ở hiện tại như các anh chị đã thấy trên này, là khi nó về nó test lại cái vùng này là một cái vùng kháng cự khá là mạnh. Thứ nhất là nó vùng phá chen nó về nó test lại và nó đang là một cái sóng hồi này. Sóng hồi của nó đang đảo chiều. Đây là những cái mô hình nó xuất hiện, nó gặp cái vùng cản, vùng kháng cự khá là mạnh ở đây và nó đang bị đảo chiều này, mô hình nến đảo chiều. Thì cái cây nến ngày hôm nay kết thúc thì các anh chị có thể là sell nha và đặt stop loss ngay ở trên cái đỉnh này cho mình. Tại vì cái đỉnh này là hỗ trợ hai cái mức kháng cự này. Đó, thì xu hướng của GU vẫn là một xu hướng giảm. Các anh chị có thể là canh sell GU nha. Thì như các anh chị đã thấy đó, thì cái mô hình nến Hakenashi nó hỗ trợ cho mình một cái xu hướng cũng khá tốt này. Nếu mà các anh chị cứ tuân thủ theo những cái dấu hiệu của nó thì có thể là cũng có thể kiếm được cái lợi nhuận từ Hakenashi nha. Hakenashi nó hỗ trợ cho mình không bị nhiễu quá nhiều như thế nến thường. Khi mới đầu các anh chị có thể là khi sử dụng nến Hakenashi chưa hợp lý, chưa quen thì có thể là đang còn gặp những cái vấn đề nhìn không quen. Nó hơi bị rối, nhưng mà thật sự ra thì khi mà các anh chị sử dụng quen rồi nhìn nó cũng khá là đơn giản và cái xu hướng mình có thể là mình theo dõi được. Thì hiện tại thì các anh chị muốn treo thì mình nghĩ là nên chờ đợi cho GU kết thúc nến ngày hôm nay nha. Kết thúc nến ngày hôm nay và có dấu hiệu đảo chiều này mình sell theo xu hướng thôi. Rồi tiếp tục là mình qua. Anh chị cần mình phân tích cặp nào nữa thì mọi người có thể là comment xuống bên dưới đi cho mình biết được không ạ? Mình phân tích NU nha. À đúng rồi, NU là một cặp đẹp này. NU là còn đẹp hơn AU nha. Như các anh chị đã thấy đúng không? Xu hướng giảm bị phá vỡ này, đúng không? Hình thành một mô hình đỉnh đáy tăng này, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước này. Đáy sau cao hơn đáy trước này, thấy chưa? Đó là một mô hình tăng. Thì cái của mình chờ đợi là bây giờ mình cứ chờ NU vào và mình buy lên thôi. Thì cái vùng mà mình chờ đợi NU là vùng này nhá. Đây, vùng này là mình có thể là chờ đợi NU nó hồi về một chút rồi mình có thể là buy NU lên nha. Thì tại sao mình buy NU là một cái cặp tương đối là đẹp, tại vì nó hỗ trợ cho mình nhiều thứ. Thứ nhất là đỉnh sau hỗ trợ mô hình tăng giá là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước. Thứ hai là nằm trên đám mây Ichimoku, sau khi nó đã break out được cái đám mây Ichimoku trong một xu hướng giảm này, nó đã vượt qua này. Và cái thứ hai ba là nằm trên cái giao cắt của EMA 20 và 50 này, đó là khá là đẹp. Thì cái này mình chỉ cần chờ sóng hồi lại thôi là cái mình là buy tiếp. Nên là AU và NU là mọi người có thể là xem xét là buy được nha. Và NU này là một cặp khá là đẹp. Thì nếu anh chị nào quan tâm thì hãy tập trung vào NU nhiều hơn nha, như so với những cái cặp tiền khác. Có thể những cái cặp tiền khác nó không đẹp bằng, nhưng mà NU đây là một cặp mà các anh chị cần quan tâm này, trong tuần tới này. NU đang còn đi lên nữa. Và mình cũng chỉ canh buy chứ không nên sell bắt, mọi người không nên sell bắt đỉnh nha. Thì những cái vùng sell là sao? Những cái vùng sell các anh chị để ý này, U cũng đang mạnh nhưng mà thực chất là nó giảm không có nhiều. Thì những cái vùng mà các anh chị mà canh buy là những cái vùng mà có thể là xem xét trên hỗ trợ trên H1 này. Đây. Đó, thì đây là những cái vùng mà các anh chị có thể là xem xét và canh buy NU lên. Đây. Và xuống, nếu mà xuống nữa thì có thể là vùng dưới đây. Đó, thì đây là những cái vùng mà mọi người có thể canh buy lên được, hoặc là ở đây thì mọi người có thể buy nhỏ lên nha. NU là một cái xu hướng tăng rất là đẹp. Thì mọi người cũng nghe mình đi, thì cặp này là mình thấy là khá là đẹp. Như các anh chị đã nhìn thấy rõ ràng là cái chen nó bị phá vỡ này, hình thành mô hình, hình thành xu hướng này, tất cả đều hỗ trợ cho nó là một cái xu hướng tăng. Nên mình nên tập trung là NU là đẹp nhá. Rồi ạ, mình phân tích EG nhé mọi người. Thì đây cũng là một cặp mà khá là đẹp và như mọi người đã thấy là mà mình đã phân tích từ hôm trước, những cái video trước, những cái video livestream hoặc là những cái video trước mình cũng nói rồi. Đây, khi hình thành một cái mô hình đỉnh đáy này, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp trước hơn đáy trước thì là mô hình giảm. Và cái vùng nó hồi về đây, sau một xu hướng mạnh thì nó hồi về và nó gặp ngay ở những cái vùng
vùng kháng cự xong mà nó xuống, nó chưa có phá được cái vùng này là cái tín hiệu nó xuống nó đổ khá là đẹp nhá, và nó tiếp tục nó phá được cái đáy tiếp theo đây. Nó tiếp tục nó phá được cái đáy cũ đây thì có nghĩa là cái xu hướng của EG còn xuống nữa. EG có thể là nó xuống đến đây nó về test lại này. Nó lại còn xuống nữa. Và trên cái khung dài hạn á, các anh chị để ý khung tuần này là một cái mô hình giảm khá là đẹp, và nó phá qua đám mây Ichimoku này thì EG là một cặp mà các anh chị có thể là nuôi dài hạn khá là tốt nha. Tuần này nó đóng cửa như thế này thì là cái mô hình nến các anh chị này nhìn này, khá là đẹp này. Khi đó sau một cái xu hướng nó tăng quá như dài này thì các anh chị có thể nuôi là EG dài hạn nha. EG các anh chị chỉ cần chờ hồi về một chút rồi sell xuống dài hạn cho mình là một cặp khá là đẹp EG. Có như các anh chị đã thấy đó, có những cái cặp mà cho mình những cái dấu hiệu, những cái tín hiệu khá là đẹp thì mình nên chờ đợi những cái cặp như vậy để mình có thêm lợi nhuận nha. Thì chủ yếu là mình phân tích những cặp chính nhá. Những anh chị nào mà quan tâm đến những cặp chính còn lại thì mình cứ comment xuống bên dưới đi ạ, để mình có thể là phân tích cho mọi người xem ạ, mọi người tham khảo ạ. Rồi mình phân tích U cạc đi. U cạc cũng là một cặp khá là hay đây. U cạc thì như hôm trước mình có nói các anh chị đúng không, U cạc này một cái chen đã bị phá vỡ và nó hình thành một cái xu hướng tăng mới. Hiện tại là U cạc là một cặp khá là mạnh, đồng U đang mạnh và đồng cạc đang giảm này, thì nó đang tăng sẽ khá là mạnh đây trong ngắn hạn. Như các anh chị đã thấy thì có những cái cây nến rút chân này, các anh chị để ý những dấu hiệu nến rút chân đây là khá là mạnh này, khá là mạnh đây đúng không? Cái dấu hiệu nến rút chân đây thì đây là một cái xu hướng mà có khả năng U cạc còn lên nữa nhá. Cái mức hiện tại nó đang gặp cái mức kháng cự ở đây, thì cái tất cả cái xu hướng hoặc là những cái dấu hiệu thì đều hỗ trợ là U cạc là một cái xu hướng tăng. Vì là mình để ý những cái cây rút chân này, các anh chị để ý những cái dấu hiệu cây rút chân này là nó hỗ trợ cho U cạc tăng khá là đẹp. Mọi người có thể xem xét. Và thứ hai nó nằm trên EMA 20-50 này, nó phá được cái chen giảm này và nó nằm trên đám mây Ichimoku thì mọi người có thể là xem xét vào được nha. Và chờ hồi về thì thường thường nếu mà các anh chị xác định một cái xu hướng như vậy á, thì nên chờ hồi về những cái vùng giá mà nó hồi về EMA 20 và 50 này thì mình có thể là mình buy lên theo xu hướng được. Rồi ạ, mọi người có còn hỏi cặp nào nữa không ạ? UCSF ạ. Đây, UCSF cũng vậy. UCSF thì cũng là những cái dấu hiệu nến rút chân. Đây, nến rút chân này. Nến rút chân mà nằm trên EMA 20-50. Hôm trước mình có nói các anh chị đúng không? Có thể là nó hồi về đây, nó lên nó gặp cái đỉnh này và nó hồi về cái vùng giá này và nó lại bật lên. Đó, thì khi các anh chị theo dõi thị trường thì các anh chị phải biết được những cái vùng giá mà nó có thể hồi về và nó lại đi lên tiếp. Thì sau khi nó phá được đám Ichimoku này, nó test về này, rồi nó lại hồi này, nó lại lên này, nó lại hồi về là nó phá. Thì nó cũng khá giống là U cạc. Đây, U cạc cũng vậy đó. Nó phá là nó hồi về là nó có thể là phá những cái đỉnh tiếp theo này cũng tương đối là mạnh đó. Thì như các anh chị đã biết thì những cái cặp mà các anh chị chú ý là mình khuyên các anh chị là NU và AU này là vẫn một cái xu hướng có thể là các anh chị xem xét và buy lên trong dài hạn. Còn vàng, vàng thì hiện tại nó phá mất cái cản này rồi thì mình nên chờ đợi nha. Đây với một cái cây nó đổ như vậy và nó phá cái cản này thì mình không có vào vàng nữa nha, không có mua vàng vào nữa. Đó, thì mình nên chờ đợi những cái dấu hiệu tiếp theo của vàng để mình vào. Còn hiện tại thì mình không mua và cũng không bán vàng. Tại vì nếu mà mình bán á, thì cái dấu hiệu, cái xu hướng nó đảo chiều thực sự, nó xu hướng giảm thì nó không không còn mạnh ở trong khung ngày mình phân tích này. Thì mình phải chờ những cái dấu hiệu của nó tiếp theo thôi để mình có thể là phân tích được vàng. Rồi, thì ở đây á, cái kênh, cái chỗ Facebook của mình cũng khá nhiều các anh chị hỏi là cái vấn đề là tại vì nó full bạn bè mất rồi, nên ở đây những các anh chị nào muốn kết bạn mình nhá, hoặc là muốn theo dõi thì các anh chị hãy nhấn một cái theo dõi để có những cái thông tin gì để mọi người, các anh chị có thể là xem được nhá.
Nếu anh chị nào chưa kết bạn với mình thì nhấn vào cái chỗ theo dõi á, là được. Tại vì cũng khá nhiều bạn rồi, full bạn này nên là giờ mình không thể thể thêm được nữa. Rồi tiếp theo là các anh chị cũng có thể là tham gia cái đây cái nhóm mình cũng nói qua, cái nhóm này là nhóm mình public thôi. Những anh chị nào mà chưa tham gia cái nhóm này thì cũng vào tham gia cái nhóm này nhá. Thì mình nhóm này mình cũng chia sẻ hết cho mọi người lên trên đây. Cái nhóm này nhóm công khai á, cho tất cả các anh chị và bạn bè. Rồi ạ. Ở trên YouTube thì mình có thể mình chia sẻ những cái thông tin tin này, những cái phân tích hoặc những cái công cụ ở trên đây. Thì mọi người nào mà chưa tham gia cái YouTube này thì mọi người cũng tham gia và nhớ nhấn vào nút chuông á, để có được cái khi nào có video lên thì mình có thể báo cho mọi người. Thì ở đây mình có cái mục là cái danh sách phát hết, có đầy đủ hết là kế hoạch giao dịch này, thiết lập hệ thống này. Thì đây là những cái hệ thống, những cái công cụ này. Còn đây là tin tức hàng ngày này. Đây là phần mềm, ví dụ như phần mềm MT4 này, chỉnh sửa hoặc là backtest những cái gì đây có hết này. Đây sàn giao dịch thì có cả sàn Bitcoin hoặc sàn Forex có hết này, kế hoạch giao dịch hàng tuần này. Đó, thì mọi người cũng có thể là vào để theo dõi những thông tin ở trên đây nha. Ngoài ra mọi người cũng có thể là tham khảo cái web này, www.getnguyenhoedoc.com.vn. Thì ở đây mình có thể là mình chia sẻ hết đó, mình chia sẻ những cái bài viết ở đây để cho mọi người có thể vào đây đọc những cái bài viết này nha, cũng như hệ thống rồi những cái gì cần thiết thì mình cũng sẽ chia sẻ hết cho mọi người cùng biết. Rồi thì hôm nay mình cũng live stream đến đây thôi, để cho mọi người hiểu thêm, biết thêm về cái công cụ và cũng hiểu thêm về phân tích kỹ thuật. Còn những anh chị nào có những cái câu hỏi gì đặt ra hoặc thắc mắc gì không ạ, thì mọi người cứ comment xuống bên dưới đi ạ, để cho mình hỗ trợ thêm cho. Mọi người có câu hỏi gì không ạ? Vậy thôi nha, hôm nay mình sẽ kết thúc livestream ở đây. Thì có những cái câu hỏi gì thì các anh chị cứ comment ở dưới cái video này đi, rồi có gì thì mình sẽ hỗ trợ cho mọi người nha. Chào các anh chị và các bạn, chúc các anh chị và các bạn giao dịch tốt và có nhiều lợi nhuận.